thông báo cho mày một tin buồn nhá, Dạ. rằng là chưa tới lượt phiên mày lấy túi tao đi bán để mà làm MV đâu, bởi vì tao đã tự bán hết túi của tao để tao làm live show rồi. Lấy số bao nhiêu rồi mama? Có chưa đồng nào không? Giỡn mà, cái tao hả, tao là mẹ mày mà, tao là mama mà, trời ơi, tao là mày. Vậy thì bây giờ thì bây giờ mình sẽ có cái quá. người khác mà sẽ ít Facebook hơn để xem không là chơi, không chơi Facebook ấy. Có biết được chắc là đang bị cấm túc, thông tin là đang bị cấm túc không được sử dụng mạng xã hội. Chị Minh nói phỉ phỉ ấy đi, đừng có share nữa. Chị Minh đang bị cấm túc sử dụng mạng xã hội. Đấy, chị Minh không biết, bây giờ chúng ta sẽ gọi chị Minh. Hồi nãy đó, hồi nãy là Ali có nói là Trúc Nhân có nói là nhờ chị Minh làm chủ hôn luôn. Đó, yeah. Bây giờ Ali gọi điện cho chị Minh, nhờ chị Minh thực hiện việc đó. Ok. Bây giờ Ali sẽ gọi và Ali nói là thật ra là em với anh Trúc Nhân giấu chị lâu rồi, em Trúc Nhân yêu nhau. Bây giờ cần chị làm chủ hôn, chị cảm thấy như thế nào nha. Rồi. Ok. Để xem thử chị Thu Minh sẽ phản ứng như thế nào nha. Mọi người dạo này hay thích mấy cái trò đam mỹ này lắm. Mình mở loa lớn lên nha. Ok. Lấy cái đoạn đó, chị thấy cái đó đẹp không? Dạ dạ. Ok. Ừ, đi đó con. Em dạ, con chào mama. Ừ, đi đó con. Con đi, con đi. Con có này muốn nói nè. Ừ. Mama đang bận hả? Đang dựng phim, đang dựng teaser cho show nè. À, cái này thử con trai. Dạ dạ dạ. Mình chờ chút xíu nha, mình uống hai viên được không nhỉ? Cái này bao nhiêu vậy? Nhức đầu quá. Từ sáng tới giờ đầu óc nó in. Ủa máy Parado, mình uống hai viên được không ha? Biết cái này là được bao nhiêu đây? Thôi chơi luôn đi cho nó hết nhức đầu ấy. Thôi uống ít thôi mà à. Uống Parado nhiều không tốt đâu. Thế à, thôi uống viên thôi nhá. Dạ. Lỡ lấy rồi đấy, mày không nói sớm thì tao đã lỡ, tao lấy nè. Hai viên thôi, làm phí quá nhỉ viên. Này con nói nghe này, tôi đang nhức đầu, con nói cho cái này nhức đầu hơn nữa. Bữa giờ á thì chắc mama cũng đoán ha. Mama cũng đoán là con với Trúc Nhân có vấn đề đúng không? Vấn đề gì? Thì con với Trúc Nhân lén yêu nhau được 2 tháng rồi. Ê mày, luật lệ tao giao ra là cái gì hả? Thì bây giờ biết sao được mama bị gia đình không ăn thịt nhau là sao lại như vậy? Ăn nhau thôi không? Chưa ăn gì hết á, chưa có gì. Chưa ăn hả? Ở chưa ăn được thì được. Nhưng mà sắp tới phải con tính là trong live show của Nhân á là kết hôn luôn. Thì mama đứng ra làm chủ sĩ được không? Ở đâu ra có cái ý tưởng này nhỉ? Sao mà mày làm tao thôi, chắc tao thế sẽ xin thêm viên Parado nữa đi nhá. chắc uống double luôn quá à. Đang nhức đầu, nói cái đầu nó đóng băng luôn á. Sao mà mày thôi được đi không? Tự nhiên nhưng mà nói chuyện này tự vớ vẩn, nói chung rằng là tự nhiên từ đâu khăm dấp cái chuyện này đi lên đây vậy. Bữa hôm qua sinh nhật gấu còn bình thường mà, có thấy gì đâu, tự nhiên bữa nay kiếm chuyện vậy. Thôi con giỡn á mama. Bây giờ chuyện chính nó là như vậy. Giỡn đấy hả? Con giỡn thôi. Chuyện chính là trời con mượn cái túi nào mà con mượn cái túi. Biết lúc giỡn quá. Rồi ok nói đi. Con mượn cái túi. Ừ, túi gì? Túi nào mà đắt nhất cho con mượn. Túi đắt nhất hả? Đắt nhất là bao tiền? Không nhớ cái túi nào đắt nhất luôn á, mà để làm cái gì? Tự nhiên mày căn bản là mày mặc đồ gì, rồi xong rồi cái style của con là cái gì, rồi nó có hợp hay không, mà túi của mama là túi của phụ nữ. Ừ, còn con mượn là... con mượn con bán. Tại biết sao con quay tiếp MV mà hết tiền, mà mượn tiền thì kỳ. Thế thì tao thông báo cho mày một tin buồn nhá. Dạ. Rằng là chưa tới lượt phiên mày
lấy túi ta đi bán để mà làm MV đâu, bởi vì ta đã tự bán hết túi của ta để ta làm live show rồi. Oh my god. Live show bao nhiêu rồi mama? Mày giỡn mà cái ta hả? Ta là mẹ mày mà ta là mama mà trời ơi. Hỏi chị Hương là bao giờ live show. Bao giờ ra chị Hương hỏi là bao giờ ra live show rồi mama? Từ từ đây, khi nào họp báo mình sẽ công bố em. Mà bây giờ là chị đang biết rằng là đang rất là tích cực. Sẽ công bố nhanh thôi nhá. Nhưng mà bây giờ thì chưa có muốn nói liền đâu, tại vì còn bao nhiêu thứ phải chuẩn bị. Trời ơi, không được một cái việc trước mắt là tối mai không được một cái việc ra MV nè, con còn không có ở nhà để xe đi kêu fan của con xe MV cho mami đi. Dạ. Trời ơi sao chán lắm. Thôi bây giờ nè, tóm lại là cái chuyện thật nó là như vậy. là đang livestream trên báo Thanh Niên thôi, nãy giờ là mama PR cho cả bàn dân thiên hạ đang xem livestream luôn rồi. Thôi nha, vậy nha, báo Thanh Niên nha, ngày mai là chị Thu Minh ra MV nên là rất hy vọng là báo Thanh Niên sẽ yêu thương và tất cả các fan của báo Thanh Niên hãy share bài cho chị Minh nhé. Thế nha mama, con cúp máy. Lỗ chưa? Cuộc gọi điện thoại không được một cái gì. Dạ. Lỗ nói chung là mai là bán sơn lì đó nha. Sơn lì rồi. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Tự nhiên phải gọi điện là bán hết hồn. Nhưng mà nói chung là cảm ơn mọi người, tại vì đang đau đầu quá, đang làm công việc để mà chạy cho MV ngày mai đến đây, nhưng mà Dạ. Tưởng chúc là cho... Ali cứ gọi cứ chuyện gì nghiêm trọng, nhưng mà hóa ra là chị vui. Thank you, I love you Ali, chúc MV của chị thành công ạ. Và hy vọng là sẽ gặp chị Minh ở trường quay của Báo Thanh Niên với chương trình Gương Mặt Showbiz chị nha. Ok, thank you mọi người nha, cảm ơn nhiều. Bye bye. Dạ, bye bye mama. Bye. Cảm ơn mama. Vậy là hai cuộc điện thoại giao chọc kết cục là chỉ được cái kết quả biết được là cả Trúc Nhân và cả Thông Minh đều sắp làm live show. Thế cuối cùng mình đến đây quảng bá là cho cái sức Ali quảng bá cho Trúc Nhân và quảng bá cho Thông Minh. Mình đang quảng bá xin lung linh nên là mình quảng bá cho anh Nhân làm live show với lại chị Thông Minh làm live show cũng như là MV. Nói chung là thôi. Nói nhanh không hết. À thôi, thực ra là ngày hôm nay đến đây mục đích chính vẫn là xin lung linh nha mọi người ơi.